thường xuyên đi mua sắm hàng hóa phục vụ sinh hoạt hàng ngày tại các cửa hàng siêu thị, chị Minh thấy rõ lợi ích của việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa. Trong dịp này, hóa đơn thanh toán đa số là những sản phẩm có VAT 8% thay vì 10% như trước đó. Giờ thời buổi đang khó khăn ấy, thuế VAT được giảm 2%. Như hôm nay chúng em đi mua hàng trị giá 1 triệu thì cũng giảm được 20.000. Vì đó cũng là một phần giảm đi cái chi phí hàng ngày ấy. Thực hiện sự hướng dẫn của các ngành chức năng, các siêu thị, cửa hàng tiện ích, hệ thống khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu áp dụng biểu thuế giá trị gia tăng mới từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Sau đại dịch Covid-19 thì các doanh nghiệp chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên là chính phủ đã rất kịp thời ra cái giảm thuế suất 2% thì nó sẽ làm trong thời gian tới là sẽ giảm giá thành được các sản phẩm xuống, kích cầu được cái sức mua của người dân và giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp. Việc giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% còn giúp doanh nghiệp giảm tiền vốn chi ra để trả tiền thuế giá trị gia tăng khi mua nguyên nhiên vật liệu và các yếu tố đầu vào khác trong một chu kỳ luân chuyển vốn. Như ở doanh nghiệp này, trước kia bình quân mỗi tháng nộp 6 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng, thì nay mỗi tháng được giảm 1,2 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được đưa vào tái đầu tư phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hy vọng là cái việc giảm thuế này và cái giảm chi phí đầu ra này đối với người tiêu dùng cuối cùng sẽ kích thích được cái việc tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi tốt hơn và đảm bảo cho chúng tôi có được cái kế hoạch là sản xuất nó ổn định và đồng thời là chúng tôi sẽ bố trí được cái việc mà mua nguyên liệu và đảm bảo cho nhân sự của công ty hoạt động ổn định trong 6 tháng cuối năm. Theo Bộ Tài chính, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm nay áp dụng đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%. Trừ một số nhóm hàng hóa dịch vụ như viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính ngân hàng, kinh doanh bất động sản, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm nay, số giảm thu ngân sách nhà nước tương đương khoảng 24.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều quan trọng và ý nghĩa hơn cả là sẽ góp phần giảm giá thành hàng hóa, dịch vụ, hỗ trợ, động viên người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.